cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó. Xin chào quý anh em đam mê tàu thuyền. Mình đang đứng trước mặt một chiếc tàu cá lưới quay của Phú Yên, được đóng theo mẫu tàu cá của Bình Định. Trước khi giới thiệu sơ qua một vài nét về tàu cá, thì mình đỡ cái camera ở cái góc này cho anh em xem cái mặt tàu trước. Một mẫu tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên được đóng tại Bình Định về. Anh em ở Phú Yên nói chung là xài nhiều tàu thuyền, anh em có xài mẫu nào thì xài mẫu đó thôi. Đây là một cái mẫu đặc trưng mà anh em đóng từ cái vùng Bình Định, Vĩnh Lợi về, đóng theo mẫu tàu cá của Vĩnh Lợi. Đây là lưới quay đêm của Phú Yên, dài tầm 21 mét. Ghe này là ghe của chú Hai, trong gia đình của anh Hiệp. Anh em nào khai thác xem kênh Bình mà ở cái đoàn Vĩnh Lợi lưới quay đêm thì chắc chắn sẽ biết tới cái đoàn lưới quay của gia đình anh Hiệp. Đây, trước này là trước kia là chú Hai cầm tài, bây giờ là giao cho con trai chú Hai, anh Xuân sẽ cầm tài chiếc này 95969. Năm mới mến chúc cho anh Xuân mình làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Quay kỹ chi tiết mặt tàu, trần hông, căng má, vô bê êm ái, những cái đường quanh của hai con diền cân đối rất là đẹp cho quý anh em mình xem. Xin gửi tới những anh em khác ở những cái vùng miền khác vô xem tàu cá của Phú Yên, không hẳn là người lưới quay, rất nhiều tàu cá của Phú Yên bây giờ là đóng ghe rất là chất lượng, giá trị ngang tầm cân sức với chất lượng của những con tàu ở những cái vùng miền khác. Quay rất là kỹ, rất là chậm ở cái phần mặt tàu cho quý anh em mình xem. Khu vực mà anh em quan tâm nhất, tàu cá của chú Hai là đóng sâu cái lứa mà ba con tàu, chiếc 45, chiếc 36 và chiếc 99, đóng sâu ba con tàu đó một năm, bởi vì anh em quan tâm tới cái lứa tàu mà ba con tàu đó cũng khá là nhiều, cho nên mình giới thiệu sơ qua cái thời điểm của ba con tàu đó. Và tàu của chú Hai là đóng sâu những con tàu đó một năm, kia là tàu cá 95536 của anh Châu, đó là cái lứa ba con tàu đóng về trước. Tàu cá của 969 là dài tầm 21 mét, 21 mét hơn. Đấy, rất là đẹp, rất là căng. Quay cái phần mà thẩm mỹ nhất, giá trị nhất, chất lượng nhất của con tàu cho anh em mình xem. Đấy, phía bên này là chiếc Phú Yên 95253 của anh Đồng, cũng là anh em trong gia đình của đoàn lưới của anh Hiệp. Đấy, mình đứng ở cái góc này với mục đích là cho anh em mình thấy là từ dai mở ra, ra tới phần tâm hạ và mà phải ra tới cái phần góc lái. Chiếu nữa mình sẽ đi ra tới cái phần hông tàu ở cái phần vớt góc lái cho quý anh em mình xem. Những video này mình quay rất là chậm, rất là chi tiết để những anh em đam mê tàu thuyền, anh em sẽ vô xem chi tiết chất lượng của con tàu, bởi vì quay lướt thì anh em
xéo chạy hẳn ra tới phần mâm lái ngay chỗ gót lái, rất là đẹp. Độ khỏe của con diền là anh em thấy nó dịu không, nó dịu dàng làm sao. Một cái đường ngang ra khỏe góc nghiêng đi mãi lượng ra tới sau lái, tạo nên quán tàu, dáng tàu, giá trị của con tàu. Tàu đang nằm ở trên nụ chuẩn bị chờ ngày tốt để hạ thủy. Mấy bữa nay Tết thì công chuyện rất là lu bu, rất là nhiều, không ra nhiều video cho anh em xem. Thứ hai nữa là bình thiên về những cái video chất lượng nên thở là ít người xem cũng không sao. Đấy, quay tỉ mỉ cho quý anh em độc giả, những người đam mê, những người chuyên sâu của anh em thầy thợ, anh em thợ thầy cũng vào xem được cái độ thẩm mỹ của con tàu. Đấy. Lúc trước là bình nghiêng về chiều hướng phục vụ cho nhiều bạn trẻ mà mơ mơ về một xíu về dân biển. Bây giờ là mình quay luôn phục vụ cho cả anh em làm biển, anh em chuyên về tàu. Đấy, anh em thuyền trưởng luôn. Vô xem và quan sát thân tàu, tham khảo. Đấy, chi tiết ở phần cabin. Một số anh em lại yêu cầu mình quay kỹ cái phần cabin. Đấy, bên ngoài cabin, những cái ô cửa. Đây là tàu cá lưới quay của Phú Yên, rất giá trị và chất lượng, rất đẹp. Đây, Phú Yên bây giờ giàu lắm, đóng tàu là tỷ tỷ không. Đây, mấy con tàu này là nguyên cái gói combo mà hà thủy xuống đó, đỡ vận hành đấy. Đỡ vận hành một con tàu này mà ra tới cái vùng đánh bắt khai thác đó, phải bỏ ra tầm hơn 10 tỷ. Gió quá, gió thì anh em chịu khó nghe tiếng gió xè xè tí xíu. Chọn cái góc quay đẹp cho anh em xem, góc quay đẹp là cái góc hướng gió. Đây, tại phần mơ lường bụng tàu đi hẳn vào phía trước, quá đẹp ha, nhìn dưới cái góc này quá hoàn hảo, quá sắc bén. Mình quay rất là nhiều lưới quay đêm của Phú Yên từ hôm bữa giờ, anh em mình thấy ghe nào cũng là ghe giá trị và chất lượng hết nha. Đấy, tầm 10 năm trở lại đây, tầm 10 năm trở lại đây là bắt đầu anh em đóng rai rai, đóng tới tầm 5 năm đổ lại là anh em đóng mạnh luôn, đóng mạnh như những con tàu lớn, những con tàu lớn mà đóng theo kiểu giá trị chất lượng luôn. Đấy, giảm sáng bớt, gió quá, gió. Quay phần đuôi lái của con tàu, tranh thủ bữa nay quay, mấy bữa sau còn đi ăn tất niên nữa. Anh em bạn bè chiến hiểu là gọi quá trời, nhưng mà phải tranh thủ đi quay phục vụ cho quý anh em mình xem. Đuôi lái của tàu, mơ lường của con tàu, đi thẳng vô phần mơ lường luôn nha. Đấy, tàu sử dụng động cơ Genma thủy. Giống như những cái video trước là mình cũng giới thiệu rất nhiều cho anh em xem là ở Phú Yên họ rất là thịnh cái dòng máy Genma, một cỗ máy mà hầm hố rất là ngầu đối với các cái dòng máy thủy. Thì mình quay cũng khá là nhiều máy, thấy cái máy Genma là nó đồ sộ và nó dữ dằn. Ở này cục gu mà ép sát cái lông cốt á, cục đó là cục bắt cái con mắt của máy đo dòng chảy, cục bên này là một cục của
máy dò quét. Phía bên này thêm một cục u nữa là để cho máy dò chụp. Đấy. Tàu trang bị gói combo về điện tử không á, này đã tầm 2 tỷ mấy, chưa tính thân tàu rồi máy móc rồi lưới đủ thứ mọi thứ. Bên này là cấn con tàu bên cạnh của gia đình anh Xuân, cho nên là mình quay được cái góc kia nó kỹ hơn. Góc này nó cận cảnh quá, đi cận cảnh thì đi cận cảnh quay chi tiết be luôn cho anh em xem. Đấy. Đi tới lại mặt tàu một lần nữa cho anh em mình xem chiêm ngưỡng cái mặt dây tàu của chiếc tàu 969 này. Theo mình quan sát là mở cái mặt tàu rất là đẹp, căng tròn đều, mà nó căng theo kiểu tròn, chứ không phải nó căng theo kiểu tức. Đó. Có nhiều cái thớ mở lắm, mở không nhiều chiếc ghe mở không phải là bị dập be, nhưng mà mở ra tới ngay chục cái dai á, mở tức đi vậy nè. Đấy, chiếc tàu này nó mở nó mo tròn, bo tròn rất là đẹp, rất là im be, sắc sảo ha, rất sắc sảo, rất đẹp. Sở dĩ mình quay rất là nhiều con tàu, mấy anh em mình xem nó, ủa tàu nào nó không như vậy, cái gì đâu quay miết. Đấy. Thật sự cái người không mơ tàu là nói chuyện là chịu thua, không mơ là nói chuyện chịu thua, còn khi mơ rồi là say mơ nhìn ngắm tàu nào nó không có cái nét đẹp của cái vùng miền đó hết. Tàu mỗi tàu thì nó có cái nét đẹp theo thời gian modern của 5-7 năm trước, 9-10 năm trước là nó có một cái nét đẹp khác. Bây giờ thì anh em sử dụng cái dòng máy công suất lớn, tay nghề của thợ thầy cũng được nâng lên, cho nên anh em mở căng mặt tàu nó tốt hơn. Đó. Máy công suất lớn là nó đẩy những cái thân tàu này tốt hơn. Ngày xưa anh em xài máy công suất nhỏ, muốn mở cái mặt căng tàu thì cái máy nó chạy cũng không nên nổi. Đấy. Ngày xưa đóng tàu anh em đi sợ mồi gió lấy cái đồ rơm nó ít. Bây giờ những cái chuyện đó không phải là cái vấn đề nữa, chủ yếu kỹ thuật của anh em thôi. Đấy, chi tiết kỹ lại cái mặt tàu nữa một lần nữa, rất là đẹp. Mình quay mà mình cũng mơ luôn, mà không có muốn kết thúc cái video tại đây một tí xíu nào hết. Mà tôi không hiểu sao mấy ông vô xem mới có 2-3 phút mấy ông ra. Đấy. Hoàn hảo ha. Những cái miếng dán thôi mà, gọi là những cái tấm ván thôi. Tay ngừa anh em thợ thầy ghép nên một cái sản phẩm như thế này, còn mình chỉ có cái thời gian bỏ ra quay thôi, thì phải quay cho kỹ, quay cho chi tiết, quay cho nó đúng chất, quay cho nó đúng giá trị của một cái con tàu người ta đã tạo nên, chứ không phải là quay khùng khùng điên điên rồi nói vài câu đại khái nó rồi đăng video lên cho bà con xem. Làm vậy là nó không có được. Đấy, tuyệt vời không? Quá đẹp, chiêm ngưỡng mặt tàu một lần nữa nè. Quá hoàn hảo. Chúc cho tàu cá 95 969 năm mới làm ăn hoàn toàn thắng lợi nha.